Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tôi là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là một con gái xin chữa các bạn. Đây, dàn rúng nè các bạn. Sải tích nghiêm chỉnh nha, không lăn giá các bạn. Con này cao 1m2 bò các bạn. Đồng đuôi một chùm luôn. Đỏ ao. Rúng yếm nghiêm chỉnh. Xe mặt, xe lưng đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Đang cầm chữa lứa nhì. Chữa 5 tháng các bạn. Chữa 5 tháng. Giá 25 triệu các bạn. Giá 25 triệu. Bò này thì chủ nhà không có bao chữa bò gì các bạn, chỉ bao chữa 5 tháng các bạn. Đó, mình đẻ ra bò nào thì mình hưởng cái bò đó các bạn. Giá 25 triệu. Trúng yếm nè, sải tích nghiêm chỉnh. Chữa 5 tháng, bao chữa bao khám. Bao chữa bao khám nha các bạn. Đó, gái xin này cao 1m2 bò các bạn. 1m2 bò đo ngay xích lưng nha các bạn. Đo ngay xích lưng cao 1m2 bò. Chữa 5 tháng. Qua thì đen nè các bạn thấy không? Chân móng là móng sò hoàn thiện hết các bạn. Chân qua đen, chân móng sò hoàn thiện. Sái tích thì nghiêm chỉnh các bạn. Đỏ, không lan giá. Cao 1m2 bò, chữa 5 tháng. Giá 25 triệu các bạn, giá 25 triệu. Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. Xe mặt, xe lưng đồ nghiêm chỉnh hết các bạn thấy không? Chân móng nè, hoàn thiện hết. Rúng yếm đồ nghiêm chỉnh các bạn, chân móng sò nè. Đó, vàng rúng các bạn thấy không? Đòn cũng dài các bạn. Ôm chữa lưới nhì nha các bạn. 5 tháng, ôm chữa lưới nhì 5 tháng. Sấy mặt nè. Các bạn không, sấy mặt, sấy lưng đồ là nghiêm chỉnh hết các bạn. Sấy mặt, sấy lưng đồ nghiêm chỉnh hết, đòn dài. Rúng yếm đồ nghiêm chỉnh, chân người chân móng sò các bạn. Giá 25 triệu các bạn, giá 25 triệu. Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. Đó, rúng yếm đồ đồng đuôi thì một chùm các bạn, sái tích đồ nghiêm chỉnh hết, chân móng là móng sò nha các bạn, cao 1m2 bò, đồ ngay sẽ lưng. Đó, giá 25 triệu, chữa 5 tháng các bạn, bao chữa bao khám. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Đó, và xin được báo giá lại cái sim chữa 5 tháng, đây là chữa lưới nhì, cao 1m2 bò, giá 25 triệu các bạn, sái tích đồ là nghiêm chỉnh hết nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.